Chào các bạn ạ, hôm nay là thứ ba buổi chiều. Liên ngành EY gửi đến với các bạn một vài hình ảnh buổi chiều ở thành phố Đà Nẵng, khác gì buổi sáng hay là không? Buổi sáng mình đi sớm thì người nó thưa nó ít hơn. Còn buổi chiều người đi về đông cho nên là nó đông đúc hơn. Thành phố nhìn như vậy nó sôi động hơn. Trước mặt của chúng ta là chợ đó. Này là chợ chợ đầu mối. Chợ đầu mối đông lắm. Buổi sáng rất đông, đặc biệt là những người rằm là con đường này đi là nó bị giống như người ta bán tràn ra ngoài đường luôn các bạn này. Đi khó đi lắm. Ngày hôm nay đọc báo có đăng một cái bài mình thấy cũng khá là hay để chia sẻ với các bạn. Tờ báo này nói rằng liệu rằng chu kỳ mới này tình trạng đầu cơ lướt sóng có còn hay là không? Đầu cơ lướt sóng bất động sản có còn hay là không? Thì theo đánh giá của nhiều chuyên gia, chu kỳ bất động sản vừa rồi rất là nhiều người bị đu đỉnh hoặc là bị dính những cái trường hợp lừa đảo hoặc là lao vào trong những cái cơn sốt đất để lại những cái hậu quả cho chính bản thân họ và ngay cả xã hội của chúng ta cũng có sự đảo lộn. Ví dụ như là những cái vụ kiện cáo người dân kéo dài năm này sang năm khác, rồi tình trạng sốt đất ảo nhiều nơi cũng làm cho rất là nhiều người dân và nhà đầu tư mất mát. Thì nhiều chuyên gia cho rằng trải qua những cái kinh nghiệm đau đớn như vậy thì người dân và các nhà đầu tư bây giờ họ có nhiều kinh nghiệm hơn, không còn cái tình trạng nghiệp dư như ngày trước nữa. Rồi chính quyền bây giờ cũng đặt ra nhiều cái quy định, luật bây giờ cũng nghiêm hơn, siết chặt bớt cái tình trạng nhiều người tập trung đông người rồi bán những cái bất động sản không có thật. Những doanh nghiệp nào làm không đúng quy định thì nhà nước bây giờ kiểm soát rất là chặt chẽ và xử lý rất là nghiêm minh. Những trường hợp mà bất động sản chưa được phê duyệt mà bán giống như là mấy kỳ các bạn này thì công an bây giờ người ta rờ vào, người ta rờ vào ngay chứ không để giống như mấy kỳ nữa. Thì nhiều chuyên gia người ta cho rằng chu kỳ mới này tình trạng đầu cơ bất động sản và thổi giá bất động sản nó sẽ không còn nữa. Mình nghĩ nó đúng nhưng mà nó cũng đúng phần thôi các bạn, chưa hẳn là đúng hết đâu. Tại vì cái việc mà đào cơ thổi giá tạo bong bóng ngay cả các nước tư bản nó cũng có chứ không riêng gì nước Việt Nam mình đâu. Trong khi các nước tư bản các bạn biết là hệ thống luật pháp họ cũng rất là chặt chẽ rồi đó, nhưng mà đâu đó nó vẫn có những kẽ hở này kẽ hở kia, nhiều người vẫn lợi dụng, người ta vẫn làm giá và nó là một phần của thị trường. Nam của chúng ta là một đất nước phát triển, luật pháp của chúng ta thì dần dần đang hoàn thiện thôi chứ cũng không thể hoàn thiện hết được, cho nên nói thì nói vậy thôi chứ kẽ hở nó vẫn còn nhiều. Cho dù chu kỳ mới này có đến đây chăng nữa thì mình nghĩ tình trạng đầu cơ bất động sản, tình trạng thổi giá bong bóng bất động sản nó vẫn còn đó, có chăng đây chăng nữa thì nó ít hơn so với chu kỳ trước đây, nhà nước kiểm soát chặt chẽ hơn thì nó bớt đi chứ không thể nào diệt trừ nó được. Thứ nhất nói về tình trạng đầu cơ bất động sản thì ở đâu cũng có đầu cơ hết trơn á, sản phẩm nào cũng có đầu cơ hết. Bất động sản ở Việt Nam mình mà không có đầu cơ thì là một điều thật lạ lùng. Nhiều người hiện bây giờ vẫn thu gom đất và chờ cho một cơn sóng mới. Thì chúng ta cũng tận dụng cơ hội đó, chúng ta cũng làm ăn thôi họ thôi chứ còn thị trường vẫn là của các nhà đầu cơ, của những tay to.
Thị trường khó khăn thì chúng ta thấy là như vậy đó, nhưng mà khi thị trường nó sôi động lên đó bạn, là bà con của chúng ta ai cũng nhảy vào hết trơn á, ai cũng nhảy vào cũng mua cũng đại giá, thì đó là đầu cơ chứ còn cái gì nữa. Ví dụ như vàng đợt vừa rồi đó là đầu cơ đó, ai cũng mua chờ giá lên để bán chứ đâu phải là mua để tích lũy đâu. Mua tích lũy là mua lai rai, có tiền dư là chúng ta mua lần khác, còn bây giờ tiền tiết kiệm rút ra mua, mua xong chờ vài ba tuần sau cũng lên giá bán thì cái đó là đầu cơ rồi. Thì bất động sản cũng là như vậy, vài ba năm nữa khi mọi thứ nó bốc lên, giá bất động sản nó tăng thì bà con của chúng ta cũng nhảy vào mua rồi cũng đầu cơ chờ giá lên bán lại rằng á. Cho nên tình trạng đầu cơ bất động sản khó mà có thể giảm được. Còn nói rằng có bong bóng hay là không, chắc chắn là phải có bong bóng. Có tình trạng đầu cơ thì sẽ có bong bóng bất động sản. Bong bóng là gì? Bong bóng là cái giá trị nó vượt xa giá trị thực, gọi là bong bóng. Sở dĩ nó có bong bóng là vì nhiều người mua thì người sau đãi người trước lên, thì thổi miết lên thì bong bóng nó phình lên thôi. Điều quan trọng nhất là chúng ta phải nhìn nhận được khi nào là có bong bóng, hoặc là quả bong bóng nó hiện bây giờ nó đã thổi được tới đâu rồi, sức căng nó tới đâu rồi, để chúng ta biết mà chúng ta có thể thoát ra khỏi thị trường. Quan trọng nhất các nhà đầu tư chu kỳ mới này là phải biết cái đoạn nào bong bóng ở mức độ như thế nào, chúng ta phải đo và chúng ta phải định lượng được. Bây giờ chúng ta mua bất động sản đảm bảo với các bạn là không có sợ gì hết, chẳng qua là mất thanh khoản, mua xong nó kéo dài 1 năm trời ròng rã hoặc là 2 năm trời ròng rã, quay trở lại thấy cái giá không tăng là bụng nó không có vui. Tâm lý chúng ta mua là thấy cái tài sản của chúng ta nó tăng giá, ít nhiều gì nó tăng là nó mới vui, nó mới có cảm hứng. Chứ còn mua tại thời điểm nào nó bạn là chết là không có chết, tại vì nó đâu có vỡ bong bóng đâu mà chết. Nó bong bóng nó đang sẹp mà mua ôm có đoạn mà bừng bừng cái thế cả xã hội của chúng ta đều đua mua, xong là ngày mai tự nhiên có người đến trả lời sướng lắm. Cái giai đoạn đó thực ra rất là dễ cháy à, tại vì đó là bong bóng rồi đó, có thanh khoản cao mà giá đãi liên tục là đã có bong bóng rồi. Nhưng mà thông thường cái giai đoạn đó là chúng ta say mê đắm đuối nhất đó, say mê đắm đuối trong cái bong bóng, cho nên nó nổ bầm phát là cháy. Còn thời điểm này nó đâu phải là bong bóng đâu đó. Thời điểm này là thời điểm thị trường đang trên đường xuống cái đáy, đang dò đáy, và đâu đó một số nơi cũng đã qua cái đáy rồi. Cho nên mỗi một chu kỳ bất động sản là chúng ta biết là nó trải qua nhiều cái giai đoạn, mà cái giai đoạn này là giai đoạn mua không bao giờ sợ cháy, giá nó đã cận đáy hoặc là đang dần dần thoát qua khỏi cái đáy. Chán cái là mua xong chờ nó lao, tóm lại là như vậy thôi. Mua xong là các bạn mới chờ có khi là năm 2 năm cũng không có sướng. Tâm lý là chúng ta mua xong tầm khoảng vài tháng nó tăng giá là nó sướng, cái bụng cần là bán nó về liền. Các bạn nhớ thời điểm năm 2018 19 à, cả nước của chúng ta nó sốc đất khủng khiếp, sốc đất ở Vân Phong, ở Vân Đồn, đặc biệt là ở Phú Quốc 17 18 là cực đỉnh luôn á. Các bạn biết là máy bay mà bay từ Hà Nội bay vào là bay liên tục luôn, nhà đầu tư từ ở ngoài người ta bay vào Phú Quốc, rồi ở thành phố Hồ Chí Minh là bay ra Phú Quốc, nó dồn dập. Rồi những cái dự án của tập đoàn lớn Vingroup, Sun Group rồi các bạn này, FLC hồi xưa là cũng đầu tư ngoài kia cũng dữ lắm á. Hồi đó biết bao nhiêu báo chí người ta viết Phú Quốc sắp trở thành là gọi là hồng ngọc Biển Đông, hồng ngọc sáng rồi gì đó, có khả năng là sẽ thay thế Bali của Indonesia, trở thành một cái nơi điểm đến thay thế những cái địa điểm du lịch nổi tiếng của Thái Lan. Ồ, hồi đó mà báo chí ca ngợi cả đó, nó bạn là chúng ta hãy tưởng tượng giống như là vài ngày sau là Phú Quốc trở thành một
nàng công chúa tuyệt đẹp, đang ngủ trong rừng cái thức dậy cái coi như là đẹp rạng rỡ, đẹp ngất ngây. Cái chu kỳ nó mà các bạn là tưởng tượng đầu cơ với bong bán thì thật là khủng khiếp, cả nước đều là bong bán hết nhưng mà Phú Quốc thì nóng nhất đó. Đà Nẵng mình ngày xưa cũng kinh khủng lắm, Khánh Hòa, Nha Trang, đâu cũng vậy. Thật ra thị trường nó phải có những cái đoạn như vậy các bạn, có đoạn như vậy mới sướng, có lên có xuống. Tầm khoảng vài năm nữa thì chúng ta sẽ chứng kiến việc đó thôi. Cho nên chuyên gia người ta nói thì cũng mang tính chất tham khảo cho vui thôi. Thực tế cũng có đầu cơ thì thị trường mới sôi động các bạn, chứ còn không có đầu cơ thị trường nó không có sướng. Ngay cả trên thị trường chứng khoán vẫn có đầu cơ chứ đâu phải là không có đâu. Vấn đề là vấn đề anh đầu cơ là anh có sống được không anh sọt anh lan gì đó, vấn đề là anh có sống được không mới là quan trọng chứ. Thị trường nó vẫn quật ngược bẻ anh chết chứ đâu phải là tài giỏi mà chỉ cần đi sai một ly là có khi là đổ vỡ cả một sự nghiệp. Các bạn mà tìm hiểu về thị trường chứng khoán, trên thị trường chứng khoán có một thiên tài đầu tư trùm đầu cơ là ông Livermore, còn là các bạn đọc lịch sử của ông là các bạn sẽ thấy sau này nhiều người cũng vẫn công nhận ông là thiên tài đầu cơ. Ông 3 lần phá sản, những lần phá sản là ông đều đứng dậy và vực dậy làm lại từ đầu, rất là giỏi. Nhưng mà lần cuối cùng coi như là cũng đi tăm luôn. Mỗi lần mà ông bán là nó bạn là cả thị trường là cũng điên đảo hết. Nhưng mà đâu phải lúc nào ông thắng đó, vài ba lần thôi, có những lần ông sai chứ ông sai được, thị trường nó quật lên nó bẻ ngược một cái là coi như là sụp đổ hết, coi như bao nhiêu tài sản lao đi mình làm coi như là mất trắng luôn đó. Rồi ngày đi cũng có câu chuyện để nói với bạn cho vui như vậy thôi, bye cho các bạn ạ.